Ok, xin chào chị nhà đầu tư. Chào mừng chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán của No Stop. Như thường lệ thì chủ nhật chúng ta sẽ có một video để ngồi lại trao đổi với nhau về thị trường. Thì nội dung chính của video ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ tổng hợp với nhau về thị trường trước tiên. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ một chút thêm một chút kinh nghiệm về tư duy để chọn được siêu cổ phiếu. Ở những cổ phiếu hiện tại chúng ta thấy rất là khỏe đúng không? Như FPT này, CTR hay là Hoa Sen. Thì nội dung chính này thì thường thì No Stop thì chia sẻ đối với các khóa học. Khóa học đào tạo thôi, chứ còn ít khi chia sẻ công khai. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì em chỉ thấy là thị trường đang khá là phân hóa, và cái việc chọn cổ phiếu nó rất là quan trọng. Nếu mọi người không chọn được cổ phiếu khỏe, không chọn được đúng cổ phiếu thì cái việc là thị trường đi ngang nhưng mà danh mục của mọi người vẫn tiếp tục giảm hoặc là phá đáy là chuyện rất là bình thường. Và cái việc chọn cổ phiếu thời điểm này rất là quan trọng, do đó nên quyết định là sẽ chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay chị nhé. Rồi thì trước khi bắt đầu video, mọi người có thể dành tặng No Stop một like và một subscribe kênh để nhận được cái thông tin một cách sớm nhất. Ngoài ra thì để nhận cái nhận định hoặc khuyến nghị trong phiên ấy, mình có thể chủ động tham gia vào Zoom cộng đồng của No Stop. Link cũng để bên dưới phần mô tả. Rồi chúng ta sẽ vào nội dung chính của video ngày hôm nay luôn anh chị nhé. Chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên trước, đó là nhìn qua về thị trường chung đấy đã, đánh giá qua về thị trường chung, đúng không? Thì tuần vừa rồi nhìn về mắt thường chúng ta có thể thấy là một cái tuần mà thị trường nó đi ngang, một cái tuần thị trường đi ngang liên tục là những cây nến mà doji này, rồi rút chân đó, và cái khối lượng thì trung bình đến mức khá là thấp, thì nó thể là cái sự đi ngang và tích lũy đấy. Và đây là một cái tuần nó thể là cái dòng tiền đang muốn tìm cái sự cân bằng của thị trường, và có vẻ là tuần này thì nó nhẹ nhàng hơn tuần vừa rồi, nó chỉ là cái sự cân bằng đi ngang thôi. Còn tuần vừa rồi là nó có một cây tăng 15,78 điểm cho mọi người, sau đó nó trả lại cho mọi người một cây giảm 21 điểm. Một cái tuần vừa rồi là nó có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Còn cái tuần gần đây thì chúng ta lại thấy là thị trường đi ngang, đúng không? Tuần vừa qua thì thị trường đi ngang và tạo cái sự cân bằng cho dòng tiền, nó có vẻ tạo ra cái tâm lý nó nhẹ nhàng hơn khá là nhiều đấy. Thì xét về chart ngày thì VN-Index nó tiếp tục là một cái tuần mà có những phiên giao dịch nó tích lũy ở trên đường EM20. Có một số những cái sự kiện mà ảnh gây hưởng đến cái chỉ số thị trường, mình có thể kể đến như là phiên thứ năm là có đạn phái sinh, và phiên thứ sáu là có cơ cấu quỹ. Trong phiên ATC phiên thứ sáu vừa rồi thì nó ít nhiều gây ra cái sự nhiễu trong chỉ số và tạo gây ra sự nhiễu về mặt thị trường, đúng không? Nó không thuận về cung cầu cho lắm. Còn sang tuần tiếp theo chúng ta thấy là nó sẽ tạm thời chưa có sự kiện nào nó gây ảnh hưởng đến cái cung cầu thị trường, có thể là sẽ thuần cung cầu hơn, nó thể phản ánh đúng cái tâm lý của dòng tiền hơn. Và chúng ta thấy là thị trường nó đã có những cái phiên giao dịch nó đi ngang như thế này khá là một tuần rồi, thì có thể kỳ vọng là tuần tiếp theo chúng ta sẽ có những cái sự thay đổi rõ ràng hơn về xu hướng của thị trường, đúng không? Thì sau một cái tuần đi ngang tích lũy đủ rồi thì có thể là tuần sau nó sẽ rõ ràng hơn về xu hướng, mình có thể kỳ vọng đến điều đấy. Và mình có thể kỳ vọng là một cái nhịp swing lên 1.300. Tại vì sao? Tại vì tuần vừa rồi thì thị trường nó vẫn tích cực khi mà tích lũy được trên 1.280, đúng không? Cái tuần thì vẫn đang là tích lũy nằm trên 1.280, tức là cổ thị trường nó vẫn đang tích lũy vận động sideways ở bên trên cái hộp bên trên của cái đồ thị hiện tại. Hộp bên dưới là từ 1.250 đến 1.280, còn hộp bên trên là từ 1.280 đến tiệm cận 1.300. Thì tuần vừa rồi nó vẫn giữ được hộp bên trên, tức là vẫn tích lũy tích cực được hộp bên trên. Thì với thị hiện tại thị trường vẫn đang sideways, thì chúng ta có thể kỳ vọng là tuần tới nó sẽ có một nhịp swing lên 1.300, tiệm cận 1.300. Đó, thì mình có thể kỳ vọng như vậy. Tại vì hiện tại là trạng thái thị trường nó cũng chưa có vấn đề gì cả, vẫn đang có những nhóm cổ phiếu vượt đỉnh, đúng không? Mà một khi thị trường nó vẫn có những nhóm cổ phiếu vượt đỉnh, tức là thị trường nó vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội là tức là thị trường nó vẫn đang vẫn ổn để mọi người có thể tìm kiếm cơ hội, chỉ là nó phân hóa hơn thì mọi người sẽ phải chọn lọc khá là kỹ về khi mua cổ phiếu. Đó, thì đây là câu chuyện về xu hướng thị trường. Đấy, thì thị trường nó vẫn đang đi ngang nhá, chưa có gì mới, vẫn đang như cái nhận định của chúng ta là thị trường sideways thôi. Chúng ta sẽ đến một chút là về thống kê, cho check qua thống kê một chút. Thì thống kê nhá, thì mình thấy là thị trường nó vẫn đang vào cái nhóm cổ phiếu ngách này, nhóm mid cap, mình nó vẫn đang vào nhóm mid cap trong cái định hướng của chúng ta ngay từ đầu. Mình có thể thấy những cái nhóm như công nghệ, vận tải, cảng biển vận tải, khai thác than này, thép này, hàng không, cao su. Đó, thì số mã tăng thì vẫn đang áp đảo so với số mã giảm, lớn hơn 3% và lớn hơn 5%. Thì cái số lượng mã tăng vẫn lớn hơn, dòng tiền vào thị trường vẫn là dòng tiền dương. Đó, mình thấy là cái bảng đồng hồ hưng phấn ấy, mình có thể thấy là mid cap cộng blue là 53,38% hưng phấn, blue là 40,6% hưng phấn. Tức là nếu mình bỏ blue ra thì mid cap nó đang trội hơn. Mid cap dòng tiền đang tập trung ở mid cap, khỏe hơn mid cap. Và cái top biến động trong lớn trong cái phiên giao dịch hôm thứ sáu, mình có thể thấy là cái nhóm cổ phiếu liên tục là những cái nhóm cổ phiếu như FPT này, VBank, DGC, Vinhome, DVC,
vẫn là những cái nhóm cổ phiếu có tính cơ bản chứ không phải là những cái nhóm cổ phiếu penny gì cả. Đó. Rồi đấy là sơ qua về thống kê nhé, thị trường vẫn đang vận động sideways và dòng tiền vào thị trường tích cực vẫn là dòng tiền dương, và top ngành tăng thì vẫn đang ở nhóm cổ phiếu mid cap như định hướng từ đầu của chúng ta. Mình sẽ nhìn sang cái dòng tiền thì mình thấy là thời điểm hiện tại mặc dù là thị trường đi ngang nhưng mình thấy là có sự phân hóa rất là rõ ràng về cổ phiếu đúng không? Tức là cái số lượng mã cổ phiếu tăng và giảm nó khá là cân bằng nhau, và thậm chí là số lượng mã giảm có vẻ nó nhiều hơn số lượng mã tăng. Nó khiến nó tạo ra cái sự phân hóa của thị trường. Và tiếp theo đó là mặc dù mọi người thấy là thị trường đi ngang, chỉ số đi ngang, chỉ số không tăng mạnh mà cũng không giảm mạnh, nó chỉ đi ngang và lình xình, nhưng nó lại tạo ra hai cái thái cực rất là riêng biệt về trạng thái cổ phiếu. Tức là có cái nhóm cổ phiếu thì vượt đỉnh liên tục và phá đỉnh tạo đỉnh lịch sử, nhưng lại có nhóm cổ phiếu liên tục phá đáy. Đó thì nó tạo ra cái sự phân hóa rất là mạnh trong dòng tiền. Mình có thể kể đến những cái nhóm cổ phiếu liên tục phá đáy, có thể mọi người sẽ quan tâm hơn, tại vì thường những cái liên quan đến rủi ro thì mọi người sẽ quan tâm hơn là những cái tăng hoặc là tăng mạnh. Mọi người thấy những cái mã như là VND này, họ phá đáy đúng không? VND là một cổ phiếu gọi là trước giờ nó vẫn là một cái nhóm cổ phiếu là lớn đấy, tại vì nó là cái công ty chứng khoán lớn top trong top của thị trường hiện tại. Nhưng mà VND thì mọi người có biết là năm 2022 nó dính vụ Trung Na, rồi gần đây nó dính vụ hacker tấn công đó, rồi gần đây nhất thì là có thông tin liên quan đến là họp đại hội cổ đông bất thành đấy, tại vì cái số lượng cổ đông tham gia thì nó nhỏ hơn 50%. Nó thể là cái tâm lý của nhà đầu tư rất là chán nản, và ngoài ra thì khối ngoại bán cổ phiếu này rất là mạnh, bán ròng rã. Mình có thể thấy là khối ngoại bán chứng tỏ là người ta đang nhìn thấy là trong ngắn hạn ấy, và trong dài hạn, trong dài hạn thì cũng chưa thấy cái triển vọng nào của doanh nghiệp. Chứ thật ra thì cổ phiếu nó vẫn làm ăn như vậy à, nó không có gì quá xấu để mình có thể phá đáy mạnh mẽ như vậy. Nên mọi người có không để dùng cái từ là dùng câu chuyện kinh doanh của nó thì vẫn bận, vẫn chưa có, không có gì gọi là quá xấu để có thể cổ phiếu giảm giá mạnh như vậy. Nhưng chủ yếu là cái tâm lý của dòng tiền, nó đang tâm lý nhà đầu tư đang rất chán nản với cổ phiếu. Mình có thể thấy là cái việc là cổ phiếu cứ giảm như thế này đúng không, thì chắc chắn là cổ đông ai cầm cổ phiếu người ta cũng chả nào vui được. Thì cái việc là người ta không đến dự đại cổ đông cũng là dễ hiểu thôi, đúng không? Đó thì đấy là câu chuyện của VND nhá, thì cổ phiếu nó đang phá đáy rất là mạnh. Ngoài VND ra thì mình thấy các nhóm khác, VRE này, rồi Vinhome đúng không? Ta thấy là ăn tiền của Bắc Vượng thì chưa bao giờ là dễ. Cái nhóm cổ phiếu trụ như thế này thì trước giờ no stop cũng rất là ít khi, rất là hiếm khi tư vấn cho nhà đầu tư. Thỉnh thoảng thì trước đó đúng không? Trước đó thì nếu mà có đánh thì có đánh ít Vinhome của đoạn này thôi. Chứ còn về sau là không phải làm đánh nổi, không phải là phân tích nổi cái nhóm này nữa rồi. Thì việc là nhóm này phá đáy thì nó sẽ chắc chắn là sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường, tại vì đây là nhóm vốn hóa lớn. Và ngược lại với cái nhóm phá đáy như này, chúng ta có những cái nhóm cổ phiếu liên tục vượt đỉnh đối với thị trường, có thể kể đến FPT liên tục vượt đỉnh, rồi Forbes đi, nó cũng là nhóm công nghệ này, rồi Hoa Sen, rồi VGS nhóm thép rất là khỏe đó. Thì mình thấy là ngược lại đối với nhóm cổ phiếu phá đáy thì lại có những cái nhóm cổ phiếu liên tục vượt đỉnh, tại vì thị trường đi ngang mà chỉ số đi ngang, thì bù lại cái nhóm vượt đỉnh thì phải có cái nhóm phá đáy nó cân lại thì mới giúp thị chỉ số đi ngang được. Chứ nếu mà nhóm nhóm vượt đỉnh không thì chắc chắn là thị trường nó sẽ tăng đúng không, nhưng mà để phải có bù lại cái nhóm phá đáy thì mới tạo ra cái sự cân bằng về chỉ số, và từ đó tạo ra cái sự phân hóa mạnh mẽ trong trong thị trường. Thì đối với thị trường hiện tại nó phân hóa, nó sẽ chắc chắn nó sẽ gây gò khó cho nhà đầu tư. Khó ở cái chỗ là nếu mà chúng ta không chọn đúng cổ phiếu thì chúng ta sẽ không được một chút lợi nhuận nào cả, mà thậm chí chúng ta còn phá đáy về cái tài sản ra, tại vì chúng ta chọn cái nhóm cổ phiếu ra, nó chọn không đúng nhóm cổ phiếu. Nhưng ngược lại nếu mà chúng ta chọn đúng cái cổ phiếu ấy, thì nó lại có lợi nhuận rất là tốt. Tại vì mọi người hiểu là nếu mà chúng ta chỉ có 20.000 tỷ nhé, mà chúng ta có 100 mã cổ phiếu, thì việc chúng ta dùng 20.000 tỷ đấy để chúng ta kéo hết cả 100 cổ phiếu tăng ấy, thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào kéo mạnh được đúng không? Không thể kéo bằng mạnh bằng cái việc là chúng ta có 20.000 tỷ, nhưng chúng ta chỉ cần việc kéo năm chỉ việc kéo 50 cổ phiếu tăng thôi, còn 50 cổ phiếu còn lại thì có thể là giảm cũng được, giảm để dòng tiền nó lại kéo sang 50 cổ phiếu kia. Thì cái việc là phân hóa như vậy thì nó cũng sẽ tạo ra cái mức lợi nhuận đột biến ở 50 cổ phiếu còn lại. Đấy thì trong cái rủi có cái may, quan trọng là chúng ta phải thích nghi được với thị trường và nắm bắt được cơ hội, thì chúng ta chắc chắn là sẽ kiếm được lợi nhuận khá là tốt đối với thị trường hiện tại. Đó. Thì thị trường sau khi đã vượt đã có một cái vùng cân bằng trong tuần vừa rồi, thì chúng ta để kỳ vọng là thị trường nó sẽ có một cái nhịp swing lên 1.300, tại vì chúng ta thấy là vẫn có cái nhóm cổ phiếu vượt đỉnh, thị trường nó vẫn còn cơ hội, dòng tiền nó vẫn đang nằm lại thị trường để là tìm kiếm cơ hội chứ không thoát ra khỏi thị trường. Thì đấy là cái điểm tích cực. Đó. Thì đối với thị trường hiện tại thì cơ hội như vậy thì việc là chúng ta chọn cổ phiếu ấy, sẽ rất là cần thiết.
Và nếu mà thị trường nó không có diễn biến gì quá xấu thì việc chúng nó tích lũy như thế này thì vẫn có thể kỳ vọng là sẽ có nhịp swing lên 1.300. Và trong cái quá trình nó vận động tích lũy thì những cái cơ hội ở những nhóm cổ phiếu khỏe là khi mà cổ phiếu có sự rung lắc. Vậy thì như nào là một cổ phiếu khỏe? Như nào là một cổ phiếu mà có thể trở thành siêu cổ phiếu trong tương lai? Thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tiếp theo ở phần tiếp theo chị nhé. Đó thì chúng ta có thể tìm chia sẻ qua về cách chọn cổ phiếu mà người có thể tham khảo để áp dụng vào cái chiến lược đầu tư của mỗi người và kiếm lợi nhuận trong thời điểm hiện tại của thị trường. Thời điểm mà thị trường đang phân hóa rất là tội, rất là mạnh mẽ này. Đó, chúng ta sẽ đến với phần leading stock. Leading stock thì leading stock có thể hiểu là những cổ phiếu dẫn dắt. Đó, những cổ phiếu leading đấy. Đấy thì leading stock thì trong cái bảng thống kê của team ấy, thì cũng liên có cái bảng về leading stock để mọi người có thể tham khảo. Đây, leading stock đoạn này đây. PGI này, HVN đúng không? RTL, Liên Việt, VGS, BFC, FLT, CTR. Đó, FPT chắc chắn là phải có FPT rồi. FPT đây. Đó, MBS này. Đây là những leading stock. Và đặc điểm nhận dạng là những leading stock ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đây. Leading stock nhá, chúng ta sẽ trích qua cái đoạn trích dẫn ở trong một cái quyển sách. Đây, các siêu cổ phiếu sẽ dẫn dắt thị trường chung tại những điểm đảo chiều quan trọng. Khi thị trường chung đang tạo đáy thì các cổ phiếu dẫn dắt là những cổ phiếu kháng cự tốt nhất xu hướng giảm, tức là nó chống được cái xu hướng giảm tốt nhất, sẽ đảo chiều đầu tiên và tăng giá mạnh trước vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng trước chỉ số chung của thị trường. Mình đây là sách ở trong tiếp theo cái thị trường chứng khoán thế giới ấy, thì nó sẽ dùng các chỉ số chung như Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đảo chiều tăng giá đấy. Và những cổ phiếu dẫn dắt sẽ là những cái tên đầu tiên mà phá vỡ đỉnh cũ, thiết lập đỉnh mới trong khi thị trường chung mới bắt đầu tăng được một đoạn kể từ đáy. Thì lúc này điều kiện thị trường chung vẫn còn trông có vẻ ảm đạm đối với phần lớn các nhà đầu tư, và thông tin thì vẫn còn rất là nghiêng về hướng tiêu cực hoặc thận trọng, nhưng mà cổ phiếu nó đã vượt đỉnh đó. Và theo cái nhà giao dịch huyền thoại Livermore thì đã tạo dựng cái sự nghiệp bằng cách mua cổ phiếu dẫn dắt trong những năm 1920 và những năm 1930, và 99% lợi nhuận của người ta kiếm được từ thị trường chứng khoán là từ mua những cổ phiếu dẫn dắt. Thì đọc qua mình có thể hiểu được những cổ phiếu dẫn dắt nó rất là quan trọng, và việc xác định và mua đúng cổ phiếu nó sẽ có thể tạo ra cái lợi nhuận rất là kinh khủng cho danh mục của mỗi người. Thì việc chọn cổ phiếu rất là quan trọng đấy chị nhá. Thì mình thấy như thế nào là một cổ phiếu dẫn dắt? Mình có thể tham chiếu những cổ phiếu dẫn dắt mình có thể nhìn thấy, mình có thể chọn cổ phiếu FPT đi, cũng là cổ phiếu hiện tại No Stock đang nắm giữ luôn. Đây, FPT. FPT thì chúng ta sẽ nhìn thị trường đó, mình sẽ nhìn áp dụng với thị trường đi, mình sẽ nhìn thị trường. Đây, thị trường. Mình có thể so sánh qua nhé, cái đoạn mà FPT mình có thể đây, mình có thể áp dụng vào đó là đó. Những cái cổ phiếu dẫn dắt sẽ là cái tên phá vỡ đỉnh cũ, thiết lập đỉnh mới khi mà thị trường mới bắt đầu tăng giá. Đấy. Đây, đây cổ phiếu vượt đỉnh trước VN-Index, đúng không? Cổ phiếu vượt đỉnh trước VN-Index thì mình có thể thấy FPT. FPT vượt đỉnh trước VN-Index ở đoạn đây, mình có thể nhìn qua cái đoạn cây giảm 60 điểm của thị trường. Giảm 60 điểm là ngày 15 tháng 4. Nhưng cái thời điểm mà thị trường giảm 60 điểm như thế thì FPT nó vẫn giữ được giá. Đây, cái cây giảm ngày 15 tháng 4 đâu. Đây, cây giảm cây mấy là ngày 15 tháng 4 nhá. Cây ngày 15 tháng 4 khi mà thị trường phá đáy đúng không? Và giảm mạnh thì FPT nó cũng chỉ về lại cái hộp. FPT cũng chỉ về lại. Đây, FPT bản chất là nó cũng chỉ về lại cái hộp bên dưới hoặc hộp sideways trước đó thôi. Đó, nó mới giữ được nền giá của cổ phiếu. Trong khi cổ phiếu thì phá đáy thì FPT nó chỉ về lại nền giá. Và khi FPT vượt đỉnh là ngày 24 tháng 4. 24 tháng 4 là ngày FPT vượt đỉnh. Thì thị trường đang ở vùng nào? 24 tháng 4. Đấy, trong khi thị trường nó chỉ mới ngừng rơi. Tức là sau quá trình giảm mạnh của thị trường và thị trường chỉ mới ngừng rơi vào ngày 24 tháng 4, nó có một cây tăng điểm, tăng 28,21 điểm. Và vô nó cũng chưa có gì đột biến, nó chỉ xác nhận là thị trường có vẻ là đã có đáy ngắn hạn và ngừng rơi. Thì FPT nó đã vượt đỉnh rồi, đã vượt đỉnh một cây break này, cây break này kèm vô đúng không, một cây break kèm vô và vượt cái vùng đỉnh, vượt cái nền trước đó, có thể coi là cổ phiếu vượt đỉnh. Thế là một dấu hiệu của một leading stock đó, nó đã thể hiện rõ được cái giai đoạn mà thị trường có sự đảo chiều. Thế thị trường nó có cái sự đảo chiều, tức là từ cái xu hướng giảm mạnh nó có khả năng là tạo đáy ngắn hạn, thì cổ phiếu nó đã vượt đỉnh rồi. Đây thì mình có thể áp dụng là với câu chuyện là vượt đỉnh trước VN-Index đó. Và tiếp theo là thị trường phá đáy nhưng cổ phiếu vẫn giữ được nền giá, có thể áp luôn với FPT đó. Thì đấy là một cổ siêu cổ phiếu chị nhé.
Thì đối với FPT thì NoStop cũng đang mở vị thế mua đối với FPT vào ngày gần nhất là ngày mùng 3 tháng 6. Đó, kiến nghị mua FPT 135, 134. Tuy nhiên đoạn này là thị qua do đó đoạn trước là thị trường FPT nó chưa chia giá, chỉ cổ tức. Thì nó loanh quanh ngày mùng 3 tháng 6 là ngày đây, ngày hôm nay, ngày này. Đó, thì là sau khi mà cổ phiếu nó đi ngang và tích lũy quanh đường MA10 và MA20 đúng không? Thì nó thể là cái dòng tiền nó không hề có một cái sự thoát ra của dòng tiền. Cổ phiếu liên tục test MA20 rất là tốt và rút chân, dòng tiền vẫn vào tốt. Và ngày mùng 3 tháng 6 thì cổ phiếu nó cũng tiếp tục test MA20 và vôn vào tốt. Thì đấy là cái điểm mua của FPT 134, 135. Và cái điểm mua tiếp theo, khi mà xác định được cổ phiếu khỏe rồi thì những cái nhịp rung lắc là những cái nhịp để chúng ta có thể mua vị thế. Cái điểm mua tiếp theo gia tăng là hôm đây là hôm qua, đây là mùng anh gáp lâu rồi nhưng bản chất là cái hôm 19 tháng 6 ấy, 19 tháng 6 là quanh cái vùng giá 130.5 và 131. Đây 130.5, 131 đó. Tại vì là khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu về test lại đường MA10 màu trắng đường MA10 thì cổ phiếu rút chân và dòng tiền vào tốt, nó xác nhận là cổ phiếu đã điều chỉnh xong, nó xác nhận là dòng tiền nó đang vào khỏe và cái lượng cầu áp đảo so với lượng bán thì mua mở mua gia tăng 1 phần 2 vị thế đối với FPT vùng 130.5. Và sau cái hôm đó thì cổ phiếu liên tục tăng giá, hôm sau nhảy gấp luôn và đến hôm thứ sáu thì nó đã chính thức vượt đỉnh. Thật ra là hôm thứ năm nó vượt đỉnh rồi, hôm thứ sáu đấy tiếp diễn xu hướng tăng của cổ phiếu, tức cổ phiếu rất là khỏe đúng không? Thì ngoài cổ phiếu FPT chúng ta thì thấy những cổ phiếu khác ở trạng thái tương tự, đó là cổ phiếu Forbes đi, là nhóm công nghệ, đây thì cái giai đoạn mà cổ phiếu vượt đỉnh nhá là ngày mùng 3 tháng 6. Đây mình gióng sang 3 tháng 6 của VN-Index, mùng 3 tháng 6 của VN-Index đây. Đó, bản chất là thị trường nó vẫn đang vận động sideways thôi, vận động sideways đúng không, chưa vượt được đỉnh, nhưng mà Forbes thì nó đã vượt đỉnh ngày mùng 3 tháng 6 rồi. Đấy, nó vượt đỉnh rất là tốt, vượt đỉnh rất là tốt. Và mình nhìn sang ngày 15 tháng 4 đi, 15 tháng 4 là cái thời điểm mà thị trường nó giảm 60 điểm đúng không, nhưng mà cổ phiếu này nó vẫn đang giữ được nền giá, đây nó vẫn đang chỉnh không có vấn đề gì cả. Đấy, thì đấy là một trạng thái của cổ phiếu khỏe. Còn Forbes thì thanh khoản hơi thấp, thì mình có thể nhìn sang cổ khác như mấy bé đi. Mới bé thời điểm cổ phiếu vượt đỉnh là ngày 17 tháng 5. Nhìn sang VN-Index nhá, 17 tháng 5 đâu. 17 tháng 5 của VN-Index đây. Đó, là mới cây mà nhảy gáp này. Đâu? Đây là mấy cây mà tăng tiếp diễn tăng của phiên ngày hôm trước. Nhưng mà nó vẫn chưa vượt đỉnh đúng không? Nó chưa vượt đỉnh, nó chỉ tiệm cận lại vùng đỉnh thôi. Nhưng mà bé thì đã vượt đỉnh. Đấy, đây là một dấu hiệu của cổ phiếu khỏe anh chị nhá. Ngoài ra này có CTR họ Viettel này. CTR thì NoStop có mua quanh vùng 99. Xung quanh cái vùng 99 đấy này. Xung quanh vùng này. 99 này này và bán được ở quanh 142. 142, chính là cái cây này luôn. Và tưởng là nó tạo đỉnh rồi nhưng không. Nó tích lũy xong mà nó lại tiếp tục vượt đỉnh, rất là tốt đúng không? Thì nếu mà mình nhìn cái mình kẻ một cái đường chéo, có thể đây là một điểm mua pocket pivot, một điểm mua vượt đỉnh cán chéo này. Đây, 13 tháng 6. Thì đối với CTR chúng ta có thể áp dụng về cái là câu chuyện là vượt MA20 trước VN-Index. Vượt MA20 trước VN-Index thì chúng ta thấy là MA20 là đường màu vàng. Thì ngày 20 ngày mùng 2 tháng 5 thì CTR đã vượt đường MA20. Nhưng mình nhìn sang VN-Index nhé. Ngày mùng 6 tháng 5 mới vượt MA20. Còn ngày mùng 2 tháng 5 thì VN-Index nó mới vượt MA10 thôi. Còn CTR đã vượt MA20 vào ngày mùng 2 tháng 5 rồi. Thì chúng ta thì áp dụng cái là vượt MA20 trước VN-Index. Đấy, tức là mình xét tại những cái thời điểm có thể ngắn hạn. Ngắn hạn cũng được. Hoặc là mình dùng cách chỉ báo để mình có thể so sánh cổ phiếu đối với thị trường. Thì cái thường thường cái hay chúng ta hay dùng ấy là cổ phiếu vượt đỉnh trước thị trường này, cổ phiếu thị trường phá đáy nhưng cổ phiếu vẫn giữ được nền giá, hoặc là thị trường cân bằng thì cổ phiếu vượt đỉnh đó, hoặc là những cái đơn giản như là cổ phiếu vượt MA20 trước VN-Index, trước thị trường chung, thì đấy là cái dấu hiệu mà có thể đánh giá để có thể chọn được những cổ phiếu khỏe hơn thị trường. Và đấy là những cái tiền đề để chúng ta chọn được những siêu cổ phiếu, và có thể siêu cổ phiếu như FPT, như Hoa Sen, như là CTR đó. Thì đấy đánh giá cơ bản về cổ phiếu khỏe chị nhé, mọi người có thể áp dụng ngay, rất là đơn giản, mình có thể so sánh những cái rất là đơn giản như vậy thôi, để có thể chọn được những siêu cổ phiếu thôi. Đấy, thì rất sâu qua về cách để mình có thể chọn cổ phiếu khỏe trong thời điểm hiện tại, thì cách cổ phiếu khỏe leading stock thì NoStock cũng đã lọc đây, lọc ra cái leading stock này đây, mọi người có thể tham khảo ở trên cái
bảng thống kê này luôn. Cái link thống kê này thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp cho em, hoặc là xem ở trên cái link này thì có gửi ở trong cái Zoom cộng đồng của Nonstop rồi đấy. Mọi người thì chủ động tham gia chị nhé, để nhận cái thông tin đó. Thì biết sơ qua về đánh giá về thị trường chung. Đánh giá về thị trường chung thì thị trường vẫn đang vận động tích lũy tích cực ở trên đường MA20, đúng không? Và cái việc tích lũy tích cực và liên tục có những cổ phiếu bất định như thế này thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc là chúng ta kỳ vọng thị trường sẽ có một nhịp swing lên 1.300 trở lại. Và nếu mà thị trường nó không có diễn biến gì quá tiêu cực trong tuần vừa rồi, nó vẫn đi được đi ngang là như thế này, thì những cái thời điểm rung lắc và chiết khấu ấy, là những thời điểm mọi người có thể mở mua đối với những cổ phiếu khỏe, đối với những leading stock. Leading stock là gì thì chúng ta chia sẻ rồi, và chia sẻ mọi người trong cái bảng này mọi người tham khảo thêm. Đấy, tại những cái thời điểm mà thị trường rung lắc nhá, là những cái thời điểm mọi người có thể mua cổ phiếu khỏe đấy. Ví dụ như cái hôm thứ năm này, hôm thứ năm tại cái thời điểm mà thị trường nó giảm ấy, thì nâu sốc có mua hoa sen đấy. Hoa sen thì điểm mua đầu tiên là nó loanh quanh cái hôm hôm này 17 tháng 6, nó quanh vùng giá 24.05 ấy chị nhá. Và hôm thứ năm ấy, nó khi tại thời điểm nó rung lắc về test lại đường MA10 ấy, thì mình xác định đây là cổ phiếu khỏe đúng không? Xác định đây là cổ phiếu khỏe. Mình có thể thấy nếu mình gióng sang, mình gióng sang thì cứ cho là ngày 20 tháng 6 đi, thì cổ phiếu đã vượt đỉnh. Cổ phiếu vượt đỉnh. Và ngày 14 tháng 6 khi mà thị trường giảm 21 điểm, nó về lại cái nền giá cũ thì hoa sen nó chỉ về test lại MA10 thôi. Và ngay hôm sau thì cổ phiếu đã vượt đỉnh, đánh đóng một cây trần trở lại đúng không? Phủ nhận hoàn toàn cái cây giảm hôm trước và tiếp diễn vượt đỉnh, trong khi thị trường nó vẫn đang loanh quanh tại 1.280 và còn cách khá là xa 1.300. Thì xác định đây là cổ phiếu khỏe rồi. Thì ngày hôm thứ năm ấy, khi mà thị trường nó rung lắc, tại thời điểm rung lắc thì hoa sen nó cũng rung lắc về test lại MA10 về đâu đó 24.75 ấy, thì có mua đâu sốc có mua thêm 1/2 vị thế đối với hoa sen đấy. Thì tại những thời điểm rung lắc của thị trường là những cái thời điểm thị cổ phiếu khỏe nó cũng sẽ rung lắc theo. Thì đấy là thời điểm mọi người có thể mua chiết khấu đối với cổ phiếu khỏe chị nhá. Rồi, đấy là sơ qua về tất cả những nội dung của video ngày hôm nay, thì sẽ kết thúc tại đây. Đó, thì cảm ơn anh chị theo dõi video nhé, và chúc mọi người có một ngày cuối tuần nghỉ ngơi thật là vui vẻ. Và cần những hỗ trợ thêm về thị trường hoặc hỗ trợ thêm về cổ phiếu ấy, mình có thể chủ động tham gia với Zoom cộng đồng của Nonstop để có thể hỗ trợ mình trực tiếp, hoặc là chị có thể liên hệ với các cái hot cái thông tin liên hệ em để bên dưới số điện thoại và Zalo của em hay như vậy nhá. Rồi, cảm ơn anh chị theo dõi video nhé, chúc mọi người có ngày cuối tuần nghỉ ngơi thật là vui vẻ.